Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Rồi Để Bàn Với Lộc. Các bạn hãy bấm like, đăng ký kênh và đừng quên bật chuông để nhận được những video mới nhất. Thông tin tiểu sử nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường. Nguyễn Đức Cường là một nhạc sĩ kiêm ca sĩ, nhà sản xuất thu âm thể loại nhạc trẻ của Việt Nam. Anh là cựu thành viên của nhóm Nét Nhạc Mới. Nguyễn Đức Cường được xem là một nhạc sĩ khá thành công với những ca khúc trở thành hit và giành được nhiều giải thưởng tiêu biểu. Đó là bài hát Nồng Nàn Hà Nội giành giải thể hiện trải nghiệm trong cuộc thi bài hát Việt năm 2007. Và đặc biệt, bài hát Em Trong Mắt Tôi đã giành được Cú Ăn Bà, ca sĩ thể hiện do chính Nguyễn Đức Cường thể hiện, phối khí hiệu quả và bài hát của tháng trong lễ trao giải bài hát Việt tháng 11 năm 2008. Không những thế, bài hát này còn giành giải bài hát mang phong cách pop do Hội đồng Nghệ thuật bình chọn. Nguyễn Đức Cường sinh năm 1982 tại Thái Bình. Năm 2007, bài hát Nồng Nàn Hà Nội của anh giành được giải thể nghiệm của bài hát Việt. Từ đây, tên tuổi của anh bắt đầu được biết tới nhiều hơn. Năm 2008 đánh dấu một mốc thành công của anh khi bài hát Em Trong Mắt Tôi giành được giải 3 giải thưởng của lễ trao giải bài hát Việt tháng 11 năm 2008. Bài hát này còn được bầu chọn là bài hát mang phong cách pop. Cùng với thành công của Em Trong Mắt Tôi, Nguyễn Đức Cường còn giành giải ca sĩ thể hiện. Anh còn thường xuyên xuất hiện trên chương trình âm nhạc do đài VOV là X-Zone FM. Gần đây, anh còn hợp tác với ca sĩ Văn Mai Hường với bài hát Nếu Như Anh Đến do anh sáng tác. Về giải thưởng, năm 2007, bài hát Việt, nhạc sĩ thử nghiệm sáng tác với ca khúc Nồng Nàn Hà Nội. Năm 2008, bài hát Việt, ca sĩ thể hiện phối khí hiệu quả, bài hát của tháng, bài hát phong cách pop đương đại nổi bật cho ca khúc Em Trong Mắt Tôi.